Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình xin giới thiệu với các bạn thêm một cách nấu xoài đậu xanh nước cốt dừa, xoài béo dẻo ngon. Cách nấu này thì mình thấy vừa nhanh gọn đơn giản và cũng dễ dàng thực hiện nữa. Rồi để nấu được món xoài này thì ở đây mình có chuẩn bị là 400g đậu xanh không vỏ và 1kg nếp. Nếp này là mình dùng là loại nếp sáp thông thường. Rồi bây giờ mình sẽ ngâm phần đậu xanh trước ha. Đậu xanh này thì trước khi mình ngâm thì bây giờ mình sẽ đi vo rửa cho nó thật sạch. Và phần đậu xanh này thì mình ngâm 4 tiếng đồng hồ ha. Còn phần nếp thì để chút nữa mình ngâm sau, mình ngâm 1 tiếng thôi. Ngâm lâu quá thì mình nấu xoài lên hạt xoài nó nhìn không được đẹp. Cho vào đây là nửa muỗng canh muối. Đổ nước vào đây mình ngâm 4 tiếng đồng hồ để cho nó không có bị chua. Và phần đậu xanh này thì mình đã ngâm được là 3 tiếng đồng hồ sau rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi ngâm phần nếp. Và phần nếp thì trước khi ngâm thì mình cũng đi vo rửa cho nó thật sạch. Sau khi mình đã vo rửa sạch xong rồi thì mình cho nước vào đây mình ngâm. Và phần nếp này thì mình ngâm trong vòng là 1 tiếng đồng hồ thôi, cho nên là mình không có cần cho muối vào đây. Đậu xanh thì mình đã ngâm đủ là 4 tiếng và phần nếp là 1 tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ mình sẽ đem đi vo rửa sạch phần nếp và phần đậu xanh này nha. Đậu xanh thì mình không có sợ nó bị nát, cho nên là các bạn dùng tay mình quậy quậy như thế này cũng không có sao hết. Còn phần nếp này thì mình đổ nước ra xong rồi nè. Và mình cũng đã ngâm được là 1 tiếng đồng hồ rồi đó, cho nên là nó mềm rồi, mình vo thì nó dễ bị gãy. Khi mà các bạn rửa phần nếp lại thì mình đặt trong thau nước, mình nhúng vào mình dở lên thôi. Và đậu xanh và nếp thì mình để cho nó khô ráo nè, mình moi cái lỗ cho nó rõ phần nước xuống, để khoảng 5 phút thôi. Trong thời gian này thì bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị nước cốt dừa để nấu xoài. Mình dùng là 250g dừa nạo. Phần dừa nạo này thì các bạn dùng nhiều hơn hoặc là ít hơn đều được hết, tùy theo là mình thích béo nhiều hoặc là ít thôi. Cho vào đây là 300ml nước ấm. Dùng tay bóp vắt và lượt qua cái rây. Đối với là 1kg nếp thì mình dùng là 350ml nước cốt dừa. Và thời gian ngâm nếp là 1 tiếng đồng hồ. Nếu như mà thời gian các bạn ngâm nếp lâu hơn thì lượng nước cốt này các bạn giảm xuống. Bây giờ mình sẽ dùng 350ml nước cốt dừa này cho vào cái chảo để mình chuẩn bị xào nếp. Cho những hạt nếp nó hút sâu vô phần nước cốt, xoài mình nấu lên thì nó có độ béo dẻo ngon. Và khi nguội thì nó không có bị cứng. Cho vào đây là một ít muối, khoảng tương đương với là 2g muối thôi. Thì các bạn xúc một đầu muỗng canh một chút xíu như thế này nè. Và 2 muỗng canh dầu ăn. Mở bếp nấu cho phần nước cốt này nó xoay lên. Khi nó xoay lên rồi thì mình cho hết phần nếp vào đây luôn. Và lúc đầu thì lượng nước cốt này nó còn nhiều nè, cho nên là mình để mức lửa lớn đi. Khi nào mà phần nước cốt này nó rút bớt lại thì mình giảm mức lửa nhỏ dần xuống. Và trong lúc mình dùng giá mình xào thì mình môi ở dưới phần đáy lên nè. Giờ là những hạt nếp nó có tiếp xúc với phần nước cốt đó, cho nên là mình không có sợ nó bị gãy. Và mình xào nhẹ nhẹ tay thôi. Khi nào mà những hạt nếp này nó trong lại là mình không có sợ nó gãy nữa. Sau khi mình xào mình thấy phần nước cốt này nè, nó rút vô gần hết rồi á, nó còn lượng nước cốt thừa ra một ít á, thì mình giảm lại mức lửa nhỏ xuống và mình xào khi nào mà nó rút khô hết đó mới được ha. Và tính thời gian lúc bắt đầu xào á thì khoảng là 6 hoặc là 7 phút. Và lúc này thì mình xào khoảng là 6 phút sau rồi. Các bạn thấy những hạt nếp này nó cũng hơi có cái độ hơi dẻo dẻo rồi nè, và nó cũng hơi trong trong ra rồi đó. Và khi mình dùng giá mình kéo lên thì mình không thấy lượng nước cốt nó còn nữa. Bây giờ mình sẽ tắt bếp được rồi. Tiếp tục là mình sẽ cho hết là 400g đậu xanh mình cho vào đây. Dùng giá và đảo trộn đều lên. Khi trộn đều xong rồi thì mình nhắc xuống nè và cho vô cái nồi hấp. Phả đều cho nó bằng mặt và moi một lỗ ngay giữa để cho phần hơi nó lên nó được nhanh chín hơn. Chuẩn bị nồi hấp xoài. Các bạn dùng lượng nước so với là cái nồi hấp xoài là 1/4 so với là cái nồi thôi ha. Mình đừng có dùng nước nhiều quá, dùng nước nhiều quá thì lượng nước nó sôi nó chạm với cái đáy xoong thì cái lớp dưới nó bị nhão. Phần này thì mình hấp nhanh cho nên là mình không có sợ nó thiếu nước.
Cho một ít lá dứa tươi ở dưới đáy giòn cho nó bay lên mùi thơm. Nấu cho phần nước này nó sôi thật sôi lên. Khi mà nước nó sôi thật sôi lên rồi thì mình đặt nồi hấp lên. Cho thêm vài cọng lá dứa lên mặt nữa. Và cái nắp hấp thì mình bọc cái lớp khăn nè. Đừng để cho phần mồ hôi nó rớt xuống, nó làm nhão xung quanh phần xoài. Và mình hấp với mức lửa lớn. Xoài này thì hấp tổng cộng trong vòng 20 phút là nó chín hẳn hoàn toàn rồi đó các bạn. Nhưng mà mình hấp trước là 15 phút thôi. Để mình dở ra mình xới, mình trộn lên cho nó được đều. Trong thời gian này thì bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị phần muối, mè, đường và đậu phộng. Xoài này thì hôm nay là mình ăn đơn giản thôi. Ăn chung với là đường, muối, mè và đậu phộng. Thì nó giống như là xoài bò đó các bạn. Còn mà các bạn không thích ăn đường, muối, mè và đậu phộng thì các bạn cũng có thể là mình ăn kèm với những món đồ mặn khác. Bây giờ quay sang phần nồi xoài của mình nè. Lúc này thì mình đã hấp được 15 phút sau rồi với mức lửa lớn đó. Phần xoài này nó chín rồi đó các bạn. Nhưng mà bây giờ để cho nó đều hơn thì mình sẽ xới lên nè. Xoài chín rất là mềm ngon luôn. Và những hạt đậu này nè, nó cũng đã chín mềm hết rồi đó. Thì ở đây các bạn nhìn thấy những hạt đậu nè, nó nứt ra hết rồi đó. Và để cho nồi xoài nó chín ngon đều hơn thì mình dùng đũa nè, mình xới mình trộn lên. Sau khi mình xới trộn đều lên xong rồi thì mình phả cho nó bằng mặt, mình không cặn mọi lỗ nữa. Gấp những khúc lá dứa cho lên. Đậy nắp lại và hấp thêm 5 phút sau nữa là được rồi. Và mình cũng vẫn hấp với mức lửa lớn luôn. Khi mà nó vừa có hơi lên đó là được rồi đó các bạn. Xoài chín rất là ngon luôn nè. Và sau khi phần nồi xoài này thì mình đã để nó nguội rồi nè. Thì lúc này các bạn nhìn thấy những hạt đậu xanh còn nguyên ha. Nhưng mà nó không có bị cứng đâu các bạn. Để mình dứt lên một miếng cho các bạn xem nè. Đó, những hạt đậu thì nó còn nguyên nhưng mà nó nứt ra hết rồi đó. Những hạt nếp thì nó còn bóng nguyên nè. Do là mình ngâm có một tiếng đồng hồ cho nên là những hạt nếp này mình nấu xoài lên nó rất là đẹp. Xoài đậu xanh này thì ăn có vị mặn mặn, béo béo, bùi bùi. Nhưng mà nó chưa có vị ngọt. Các bạn ăn với đường, muối mè và đậu phộng mình cảm thấy ngán thì các bạn ăn kèm với những món đồ mặn. Khi ăn thì mình sẽ múc ra nè và mình gắt phần đường, muối mè và đậu phộng lên. Phần đường thì mình trộn vô phần xoài một chút xíu là nó tan ra hết rồi. Xoài này ăn thì giống như là xoài vò đó các bạn, nhưng mà mình nấu thì nó dễ hơn nhiều. Và nhìn vào thì các bạn thấy là xoài này nó tơi rồi, mình tưởng là nó khô lắm ha. Nhưng mà nó có độ dẻo lắm đó các bạn. Mình dùng tay nè, mình bóp mình vắt lại một cục là thấy cái độ dẻo nó rồi đó. Ăn ngon lắm các bạn ơi, ăn dẻo dẻo, bùi bùi, béo béo, ngọt ngọt. Nấu cách này thì mình thấy nó cũng rất là đều đó các bạn. Ở dưới đáy son và ở lớp trên mặt thì nó cũng như nhau nè. Nó không có bị nhão, không có bị khô gì hết. Và như vậy là cũng rất là đơn giản, mình vừa nấu xong món xoài đậu xanh nước cốt dừa rồi. Vừa nhanh gọn đơn giản và cũng dễ dàng thực hiện nữa. Cảm ơn các bạn đã xem, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha.